Xuân Hương. Hồ Xuân Hương. Các bạn thích đạp vịt thì xuống đây đạp vịt nè. Văn Thái nè, gắn cái lều I Camper. Để trái luôn, để trái luôn. Xe hơi quá đông. Đà Lạt mộng mơ đây rồi. Đà Lạt bây giờ quá đông. Toàn Sài Gòn xuống không. Ăn giao hả? Ăn giao à? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu. Anh giao chạy chiếc sport bị cảnh sát gọi vô kiểm tra giấy tờ các bạn. Cái cây màu tím nè. Cây màu tím đẹp ra. Đó. Rồi, sau khi đợi anh giao xử lý xong, anh em bắt đầu rời Đà Lạt các bạn. Một nhóm lớn trước đã chạy trước rồi, còn mấy anh em bị lủng lớp và ghé vào đợi anh giao bắt đầu đi về sau. Giờ bắt đầu đang xuống đèo. Xuống đèo Đà Lạt. Đường đèo Đà Lạt bây giờ xe cũng đông lắm các bạn ha. Xe hơi liên tục nối đuôi luôn. Cho nên để chạy được thì lâu lâu mình cũng phải vượt bên trái ha. Vượt bên ngoài nó dễ chạy hơn và nó an toàn hơn. Thì các bạn thấy cảnh hai bên rất là dễ thương, rất là đẹp ha. Mỗi lần đi Đà Lạt thì đều tạo cho mình một cái sự phấn khích ha. Một cái kỷ niệm nó khác. Cứ mỗi chuyến là mỗi cái kỷ niệm khác nhau. Không khí rất là thích. Tuy nhiên thì mùa này thì nó cũng nóng các bạn ha. Ban đêm thì nó lạnh lắm. Ban đêm mà xuống lạnh, mát, đã lắm. Nhưng mà ngày thì nóng 27-28 độ. Đà Lạt bây giờ thì lúc nào cũng đông đúc hết. Cho nên mỗi lần mà anh em lên đây cắm trại hoặc đi chơi thì thường chọn những cái resort nó ở xa xa ngoài trung tâm. Thì đa số là ra ngoài đó chơi, chứ không có chơi ở trung tâm nữa. Không có đi lòng vòng ở trong trung tâm. Không có đi chợ đêm, không có đi phố thị nữa các bạn. Toàn là kiếm vô những khu trống, khu xa, khu rừng mình chơi cho nó thoáng. Thì trong đó xe cộ rồi nó cũng thoải mái. Lần trước thì đi Lan Anh, thì lần này đi La An. Bây giờ anh em xuống đèo để chuẩn bị về Bảo Lộc các bạn. Quá đã luôn, hết đèo Đà Lạt. Anh em đang đợi đây. Rồi. Trước mặt các bạn là chủ tịch Ban Cơ, chủ tịch của DM BMW Sài Gòn, viết tắt là DM BMW Sài Gòn các bạn. Nói chơi cho vui với anh Ban chiến hữu, thường xuyên chạy xe chung, lâu lâu gọi chủ tịch chọc cho vui. Tour này là tour mini Khai Xuân, cắm trại Khai Xuân của anh em CVC và những người bạn trong các nhóm bạn tối qua ở chung, đi chung, đi về chung thôi chứ đi lên thì họ đi đường riêng. Từ Nha Trang lên là có nhóm Road Pro của Ivan Thái và nhóm Ducati. Anh này
trong Road Pro nè. Rồi, trước mặt là nữ ca sĩ Ngọc Lan. Thấy rồi, thấy vậy được à. Rớt cái GoPro. Cái GoPro Hero 9 các bạn. Rớt nè. Banh sát luôn à. Đó. Hero 9 Black đang chạy để sau lưng để mình đứng dậy rớt. Banh sát luôn nhưng mà nó vẫn còn xài được. Để mình gửi đi sửa coi nó như thế nào. Hy vọng là nó thay cái khung, cái mặt kính được ha. Trong mấy chiếc xe mình đang chạy thì chiếc GS này là mình đi nhiều nhất các bạn. Thích nhất và đi nhiều nhất. Nó cho một cảm giác lái phải nói là tuyệt vời và linh hoạt nhất. Mình nhiều lần tính làm cái video review chi tiết cũng như chia sẻ cái xe này cho các bạn xem cho vui, nhưng mà không hiểu sao vẫn chưa làm cái video đó. Đây là chiếc xe mình cho là phù hợp nhất với địa hình Việt Nam. Chạy tan 6 cùng ha. Chốt đoàn chốt luôn nữ biker kìa. Nữ biker chạy 310 Adventure cho nên là không thể nào chạy nhanh bằng mấy anh em kia được. Cho nên chấp nhận tàn chạy thôi. Sài Gòn, Đà Lạt hiện tại chỉ có con đường quốc lộ 20 này. Cuối tuần xe rất là đông ha. Đang mong chờ một cái đường cao tốc Sài Gòn Đà Lạt. Làm sao để chạy nhanh nhất thì lúc đó du lịch Đà Lạt sẽ phát triển rất là mạnh. Đường quá đẹp luôn. Nữ biker duy nhất của CBC đang chạy trước các bạn. Mình chốt đoàn. Anh em chạy tàn thôi. Còn nhóm trước thì cho chạy trước rồi, cho nó đỡ áp lực cho nữ biker. Đó. Đà Lạt về Bảo Lộc. Những đoạn đường này phải nói là tuyệt đẹp ha. Chạy rất là đã. Nữ biker GS 310 chạy dữ thiệt chứ. Mình phải lãnh trách nhiệm là chốt đoàn. Nữ biker chạy 310 GS. 310 nó có hai bản các bạn, một bản dạng Neck ha. Là một bản dạng GS. GS là dành cho Adventure. Trạm thu phí. Trạm là trạm gì kìa? À, trạm thu phí Di Linh. Trạm thu phí Di Linh gần tới Bảo Lộc đúng không? Các bạn nào mới chơi á mà yêu thích cái thương hiệu BMW quá đó, mà các bạn có một số tiền vừa phải thì cũng có thể chọn cái dòng 310 này chơi được. Nhưng mà nói trước với các bạn là rất là mau chán các bạn ha. Tại sao? Tại nó yếu lắm các bạn ha. Đã chơi mô tô thì mình cần phải cái máy rất là mạnh.
mặc dù mình mới chơi nhưng mà mình chịu chạy thì nó lên rất là nhanh. Mà khi các bạn lên đô á ha, tăng cái đô mình lên cao rất là nhanh thì cái 310 nó rất rất yếu. Cho nên nếu các bạn yêu thích cái dòng xe adventure của BMW thì cố gắng tìm cho mình một chiếc GS 1250. Nếu mà các bạn không đủ tiền thì có thể kiếm một chiếc GS 1002 đời cũ cũng được các bạn ha, đời cũ cũng rất là ngon. Trung tâm Bảo Lộc, đây một cái hồ rất là lớn. Anh em ghé vô ăn trưa. Còn 2 phút nữa là quẹo trái bên đây nè. Quẹo trái. Phương Hyundai. Anh em hẹn nhau ở quán ăn Bách Hỷ An các bạn. Bách Hỷ An, quán này cũng khá quen, trước đó ăn một lần rồi. Thì có một cái điểm hẹn thôi, cho địa chỉ thì anh em tự chạy tới ha. Nhiều top chạy ơi. Sports, còn lại là adventure, quá trời adventure luôn em. Bách Hỷ à. Wow, mấy anh em tới trước có cơm hết rồi. Mình đứng ăn được cái chuyện đó đã lúc mà chờ nó bỏ hết vậy. Nhiêu đủ rồi. Cái gì? Dưa mà. Chờ ăn. Đây trồng cái cây thằng lằn rất là dễ thương ha. Nó leo nó bọc luôn cái chậu luôn đó, bọc cái chậu ở trên này các bạn trồng sen ha, bông súng, nuôi cá đó. Chậu cây xanh đây là cái chậu mà không có cây leo ha, chậu có cây dễ thương. Đây cũng có chậu nữa. Anh Hoàng làm gì anh Hoàng? Lao kiến anh để có quay cho anh em nó rõ. Cái chậu đẹp quá trời luôn, dễ thương. Mai mốt về bắt trước trồng cái chậu này đó, trồng dây thằng lằn cho nó leo lên, nó bu hết cái chậu luôn. Xong ở trong bắt đầu mình đổ nước vô, mình trồng sen với nuôi cá nè, đó dễ thương cực kỳ luôn. Quá đẹp nè. Đang chạy trên quốc lộ 55, trưa nay đi từ Bảo Lộc hướng về Tà Bao. Đường rất là đẹp mà nãy giờ không có pin GoPro, giờ mới gắn được cục pin. Đoạn từ Bảo Lộc quẹo vô Tà Bao các bạn thấy tuyệt vời ha. Thì đoạn này tự nhiên cái GoPro của mình nó hết pin, mình không có quay được. Thì những cái clip này nhờ một bạn trong đoàn quay giùm bằng điện thoại cho nên nó hơi giật mờ mờ. Đoạn này do Mỹ Tiên quay đó, mình đang chạy trước cái camera ha. Một bên là núi rừng ha các bạn, cua liên tục. Ở đây đường rất là vắng người. Từ Bảo Lộc các bạn quẹo vô đây chạy phải nói là tuyệt vời luôn á. Đặc biệt là các bạn đi những chiếc adventure ha, rất là đẹp. Nhìn khung cảnh rất là núi rừng hoang sơ. Nó không có đèo các bạn ha, nó không có đèo cao, núi cao, nhưng mà nó cua.
cua liên tục, các bạn thấy bo cua gắt luôn, cua tròn nhưng mà đường nó đẹp lắm, mặt đường cực kỳ đẹp, mượt mướt, cho nên các bạn ôm cua sướng lắm, ôm cua phải nói là cực kỳ sướng luôn. Đó thì chạy cũng mát, thời điểm này khoảng tầm chừng 3-4 giờ chiều các bạn, 3 giờ chiều ha. Nhưng mà vô trong đây thì không khí nó xuống, bắt đầu nó mát. Giờ ở trong rừng á, cua liên tục rất là đã. Đường này mà các bạn nào mê sport nè, mê xe thể thao ha, S1000 hoặc S1000RR rồi đó, vô đây ôm bo là đã luôn. Thì anh em chạy adventure, đặc biệt là dòng GS, thì lúc mà bo cua anh em rất là thích đứng các bạn. Khi mình đứng lên á, tạo cảm giác cho mình có một cái tầm nhìn rộng thoáng, và mình ôm cua cũng cũng rất là vui, rất là sướng. Đó, cảm giác nó đã hơn là lúc mà mình ngồi ha. Nhưng mà đi một mình thì đứng dậy nó chạy dễ hơn là khi mình chở hai. Các bạn thấy cảnh tuyệt ha, rất là đã. Việt Nam rất rất nhiều những cảnh đẹp, rất rất nhiều những con đường đẹp các bạn. Các bạn thích khám phá thì có thể tìm kiếm trên Google search, hoặc là thông qua bạn bè, hoặc là qua những clip của mình, thì các bạn sẽ thấy được những cái đường đi nó khác lạ so với những cái đường bình thường. Ví dụ thay vì mình đi quốc lộ về thì mình chui vào những con đường này mình đi, có thể nó chậm hơn nhưng nó cho mình nhiều cảm giác hơn. Ôi, quá đẹp luôn. Anh em không đi đường cũ ở đây về hướng Tà Bao, đi từ Bảo Lộc về hướng Tà Bao, đang đi về theo hướng quốc lộ 55B, con đường tuyệt đẹp các bạn, xuyên qua rừng, không có nhà cửa gì hết. Các bạn thấy cái bản đồ Garmin nè, đường này cua đẹp, rừng rú rất là đẹp ha. Các bạn thích chạy mô tô hoặc là đi xe hơi vắng vẻ thì vô đây tuyệt vời luôn. Quốc lộ 55B, hai bên là núi các bạn, đường ở dưới đẹp, quá đẹp luôn. Đó, hai biker, một nam một nữ. Bữa nào mà các bạn đi Đà Lạt về Sài Gòn thì các bạn thử quẹo vào cái đường này thử, bảo đảm với các bạn là các bạn cực kỳ thích thú. Nếu mà từ Bảo Lộc ha, thì các bạn lên Google, các bạn search là đi về hướng Tà Bao, quốc lộ 55B, thì nó sẽ dẫn các bạn vào cái đường này. Thì chỗ nãy mình ăn nó đi ngược lại chút xíu, do cái đoạn đó mình hết pin cho nên mình không có quay được, thì đi ngược lại chút xíu thì bắt đầu vô cái hướng Tà Bao, thì vô cái đường phải nói là công vắng người, công cua liên tục, đồng ruộng cực kỳ đẹp luôn. Sau đó thì nó sẽ ra cái hướng quốc lộ 55B về hướng Bình Thuận các bạn, nó xa hơn một chút nhưng cực đẹp luôn, quá đẹp luôn. Ra đây bo cua là phê luôn. Sao ca sĩ Ngọc Lan, bo cua đã không? Quá đã, phê luôn. Đó, nữ biker nói là tê luôn, đang nói chuyện thông qua cái cado, những cung đường quá xa đẹp luôn ha. Việt Nam rất nhiều đường đẹp ha. Quốc lộ 55B, một trong những cung đường đẹp gần Sài Gòn. Từ đây về thành phố mình khoảng chừng hơn 100 cây thôi, hơn 150 cây chứ. Các bạn nhìn thấy đường đẹp không? Đứng dậy quay cho các bạn thấy ha. Ở đây cách La Ghi 41 cây, cách thành phố Hồ Chí Minh 160 cây. Đường rộng mênh mông luôn, toàn là rừng không,
không có nhà cửa, không có xe cộ. Toàn là rừng và rừng, nhưng là rừng khô. Các bạn nhìn cái cảnh này có nghĩ rằng là giống nước ngoài không các bạn ơi? Hai bên đường với những cái cây khô trụi lá rất là đẹp ha, y như châu Âu, đường vắng vẻ. Các bạn nhớ sệt quốc lộ 55B và cố gắng thử một lần nha các bạn. Dù xe hơi, xe máy không quan trọng, thử một lần cho biết. Đường quá đẹp các bạn. Tưởng tượng như đang ở châu Âu ha, hoặc là đang ở Mỹ ở đứng nào á. Không nghĩ là đang ở Việt Nam mà có những cái đường vắng vẻ như vậy. Quốc lộ 55B, một trong những cung đường đẹp mà các bạn có xe mô tô thì nên chạy, nên ra đây chạy. Quá đã luôn. Không biết sao mà cây đây chết hết, ai đốt rừng hay sao. Cây chết trụi lá hết. Lên ca sĩ. Ra quốc lộ 1 rồi các bạn. 5:20, mặt trời gần lặn này, chói quá trời chói luôn. Đang chạy một mình nè, còn mấy anh em đang đi sau. Giờ chạy solo luôn. Đang trên quốc lộ 1 các bạn. Còn cách Sài Gòn đúng 100 cây số nữa ha. Đang tới gần tới Gia Rai, mấy cây số nữa tới Gia Rai. Giờ 6:15 à. Chắc phải 7:30 8:00 mới tới nhà. Đây đây đường vòng cho nên nó hơi xa, mất thời gian. Nhưng mà được trải nghiệm nhiều cái đường đẹp. Quá đẹp các bạn. Còn 27 cây nữa tới Long Khánh. Đang trên đường quốc lộ 1 từ hướng 55B đi vô Sài Gòn. 6:00 kém rồi. Còn 95 cây nữa tới nhà. Quốc lộ 1 bây giờ xe kinh hồn luôn. Xe đông, quá đông luôn. Đây các bạn thấy cái cảnh mà xe nối đuôi nhau rồng rắn trên quốc lộ 1 ha. Từ Phan Thiết đi vô Sài Gòn là một bi kịch. Nếu các bạn chạy xe hơi về cái giờ tan tầm này ha, xe hơi với xe tải là hơi nối đuôi nhau. Đặc biệt là cái đoạn Xuân Lộc nè. Các bạn thấy đường quốc lộ 1 không? Khủng khiếp ha. Hai làn xe, xe hơi với xe tải lắng hết luôn, không còn chỗ cho xe máy luôn. Khu Xuân Lộc mà. Đoạn Xuân Lộc là đoạn đáng sợ nhất. Cho nên đoạn quốc lộ 1A từ Sài Gòn đi Nha Trang vô tới đoạn Xuân Lộc là ngán ngẩm luôn à. Khủng khiếp luôn. Không còn đường cho xe chạy luôn. Lọt không? Thì bò bò qua thôi. Lọt không? Lọt không? Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc hay là quẹo anh cao tốc. Anh em tập hợp nối lại và bây giờ đi tiếp về Sài Gòn. Còn mấy chục cây nữa thôi. Sắp tới nhà rồi. 7 cây à? 27. 27.
Thằng lát vô kia đổ. Có gì chạy trước nha. Hả? Ghê ha. Còn ba tay còn sót lại. Ba tay còn sót lại. Có một tay nữ. Nữ quay cơ của CBC. Thủ Đức rồi các bạn ơi. Bên kia là Phong Vũ, Ý Nhi hay cầu vượt Thủ Đức, ngã tư Thủ Đức. Biker nữ biker CBC chạy ghê thiệt. Sài Gòn, Đà Lạt, Sài Gòn. Lần đầu tiên em viết tới cầu Rạch Chiếc rồi các bạn ơi. 8:15 rồi, đã bụng quá rồi. Ngày nay đi lang thang nhiều quá cho nên là về trễ. Là nút giao thông cầu vượt Cát Lái. Rồi tới Sài Gòn là các bạn thấy hai bên là cao ốc ngập trời luôn. Estella Hay. Cao ốc ngập trời ngay quận 2. Chạy về tới quận 2 thì GoPro nó hết pin luôn các bạn. Cho nên cái video gồm 3 tập đi Đà Lạt, Sài Gòn, Đà Lạt kết thúc ở đây nha các bạn. Đây là một số cái hình ảnh hôm trước chuyến đi ha. Mình decal lại chiếc xe của mình từ màu xanh HB chuyển ra thành màu trắng với cái tem mới nhất, cái tem của model 1250 Rally đời 2021 các bạn ha. Thì mình lấy cái tem của chiếc Rally 2021 mà chiếc này chưa bán ở Việt Nam. Thì mình ra một cái cửa hàng GTA ở ngoài quận 2, chỗ bạn anh Hiếu. Mình lên cái dàn tem này, mình bàn với mấy anh thợ mình dán. Thì đây là các bạn thấy là đầu tiên mình phủ một cái lớp áo màu trắng ha. Sau đó thì cắt những cái con tem này dán lên xe. Lâu lâu làm cho nó vui, nó mới lạ các bạn. Trước đây thì chiếc xe mình nó màu xanh trắng chủ đạo ha. Xanh trắng, bây giờ thì màu trắng là chủ đạo và những cái tem màu xanh đỏ. Cái logo R1250 nó cũng khác đi. Lâu lâu làm cho vui, còn đây là cái logo YouTube. Mình dán cái logo kênh YouTube của mình lên chỗ trước cái chỗ đổ xăng, cái bình xăng ha. Mình dán toàn bộ cái xe này mới lại thành phiên bản 2021 với mức giá hơn 3,5 triệu các bạn ha. Rồi cái yên thì mình cũng đi may luôn, mình may y như mẫu của zin của hãng luôn. Thì đây là cái thành phẩm ha, những bức ảnh mình chụp là chiếc xe phiên bản HB 1250 GSHB, nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái xe cái màu mới của năm 2021. Phiên bản Rally, các bạn thấy dễ thương không? À, cái yên mình bọc lại, may lại theo cái màu đúng của hãng luôn. Rất là dễ thương. Hello, chào các bạn. Mới nhờ anh Hiếu mua giùm cái baga. Cái baga này là baga Unix của Ý, made in Italy luôn. Bây giờ mình thay cái baga này đi cho cái xe nó sẽ gọn hơn, gọi là siêu gọn luôn nhá, như là Sport Adventure vậy. Đây là cái kính chắn gió zin của mình nè, lúc đầu mua xe ha. Kính là kính HB. Sau đó mình mua cái kính này nó cao lên để mình đi adventure, đi xa. Bây giờ thay lại kính này. Đó, thay lại kính này cho nó thấp xuống lại, cho cái xe nó gọn lại. Đó, giờ mình muốn cái xe thật là tối giản luôn, mặc dù adventure nhưng mà sẽ rất là tối giản. Sau khi gắn cái tay ga này vô thì mình sẽ chụp hình cho các bạn coi.
Đây để mình khui cái hộp baga cho các bạn coi nha. Cái này mua bên Ý, nhưng mà nó gửi qua bên Mỹ. Gửi qua bên Mỹ xong rồi mới ship về Việt Nam. Cái baga này giá hơn 5 triệu các bạn. Đó, đã đóng gói đã. Wow. Bóp bong bóng đã, bóp bóng à. Đó. Đó. Pháo nổ, pháo xì. Pháo nổ. Chơi giống con nít chơi á. Đây cái ba ga. Ba ga để trong cái thùng ship từ bên Ý qua Mỹ xong rồi Mỹ về Việt Nam các bạn. Đổ ra coi. Còn mình cầm tay mình quay cho vui thôi. Quay cho các bạn coi cho vui. Đang sẽ để xe dưới hầm. Đây cái ba ga mới các bạn. Cái ba ga mới của Unix ha. Với thiết kế tối giản làm bằng inox. Các bạn thấy Made in Italy ha. Nếu các bạn thích cái ba ga này thì mình sẽ để cái đường link cho các bạn mua online trực tiếp luôn. Đó. Đây bóc siêu. Bóc siêu, bóc siêu. Bóc ni lông. Đó. Nó cho mình mấy con ốc nè. Đó, chụp ốc đó các bạn. Đó, ba ga này thôi mà 5 triệu mấy các bạn ha. Về tới Việt Nam mà còn gần 5 triệu rưỡi á. Ba ga này là siêu tối giản luôn ha. Khi gắn cái ba ga này lên thì không có gắn được cái thùng top ở đây. Khi nào đi tour thì mình sẽ thay cái ba ga này vô và mình gắn cái thùng top. Còn ở trong thành phố thì mình không gắn thùng thì mình chơi cái ba ga này. Lát mình gắn vô các bạn thấy cái xe nó sẽ cực kỳ gọn và cực kỳ đẹp luôn. So với một cái ba ga gồ ghề như vậy. Đó. Đó. Đây là cái bộ đồ nghề của mình nè. Bộ đồ nghề dùng cho các bạn nào đi mô tô, đặc biệt là BM Rutun Rotec. Bộ này đủ lắm, đầy đủ lắm, đồ chơi cho mày. Đó. Bộ này bữa mình mua bên Mỹ. Bây giờ bên Turatec cũng có bán cái bộ này ha. Đó, đầy đủ hết. Đó. Full đồ chơi. Các bạn chỉ cần một bộ này đi dọc đường là sửa được hết ha. Bạn được hết tất cả những cái con ốc ở trong xe mô tô của mình ha. Đầy đủ hết, kềm có luôn, có dây nhợ, dây rút vào đây ha. Đầy đủ hết ha, không biết bông sao các kiểu luôn. Đó, ốc. Rồi có băng keo luôn. Rồi giờ để mình thay cái ba ga này. À, tháo cái ba ga zin này ra rất là dễ các bạn, nó chỉ có 4 con ốc rồi thôi. Đó. Bốn ốc này mình lấy tùng vít mình dặn ra là xong ha, rất là dễ và lấy nó lên thôi. Đó, khi nào đi tour thì mình mất 5 phút để mình dặn bốn ốc này vô là xong. Thay cái ba ga cần càng này ra các bạn. Đó, ra rất là cần càng, gắn cái ba ga Unix Made in Italy này vô. Đó, wow, thì cái xe mình nó sẽ siêu gọn luôn ha. Cái chỗ để mình cầm mình dắt xe nhưng mà nó sẽ rất là gọn, rất là sạch, tối giản luôn. Rồi sau khi đổi màu sơn và thay một cái ba ga tối giản thì các bạn thấy cái xe mình rất là gọn, rất là sạch, rất là cực kỳ tối giản ha, nhìn giống như một chiếc xe sport adventure. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.